Hương Thơ và chương trình Góc cạnh cuộc sống của Sài Gòn TV xin được trở lại với phần 3. Và đây là câu chuyện của một người phụ nữ lấy chồng ở xứ Mỹ và cái hành trình của cô từ lúc từ Việt Nam qua đến Mỹ và sự vượt qua những cái thử thách khó khăn để hội nhập vào đời sống mà Hương Thơ nghĩ rằng rất là căng thẳng của Hoa Kỳ. Và từ một người chân ước chân giáo, cô đã nay đã trở thành một người điều hộp viên cho một cái trung tâm chăm sóc tại gia, tiếng Mỹ gọi là Home Health. Và thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục nghe câu chuyện của Tuyết Hạnh với Hương Thơ sau đây. Thì cái công việc của Tuyết Hạnh là một nhân viên điều hộp cho một cái trung tâm chăm sóc tại gia. Yes. Thì để thành công trong việc này nó đòi hỏi những cái điều kiện nào ở em? Em chỉ biết là mình phải có cái tấm lòng thương người. Vì thật sự công việc là để mình đi làm kiếm tiền cho gia đình. Nhưng ở trong mình nếu có cái tấm lòng thương người đó và mình làm hết mình, thì em nghĩ đó là điều để giúp cho mình thành công. Không chỉ giống như hồi nãy chị nói, công việc của mình nó đòi hỏi cái sự mềm dẻo để mà uyển chuyển. Tại vì công việc của mình phải deal với bệnh viện, với nursing home, với bệnh nhân, với gia đình bệnh nhân, với con cháu, với caregiver nhiều lắm, cho nên là nó đòi hỏi cái sự uyển chuyển, mà trên hết vẫn là cái sự tận tâm của mình để mà giúp cho các bác. Thì điều đó là cái điều mà có thể giúp cho mình thành công trong công việc này. Và chị được biết là có thể nói cái thành công của Tuyết Hạnh đi nhanh hơn và vượt qua hẳn người chồng của mình, thì cái điều đó nó làm có ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình của hai vợ chồng không? Ông chồng ông có ganh tị thế rồi là càng ngày càng làm gọi là phát triển trong cái sự nghiệp của mình và càng ngày càng tự lập về tài chính. Điều chị nói rất là đúng. Tự lập về tài chính là vấn đề mà em nghĩ phụ nữ ngày nay hình như ai cũng muốn được như vậy hết đó chị. Vì kinh nhất là xã hội Mỹ nữa. Xã hội Mỹ người ta phải trả quá nhiều bill bổng cho gia đình. Cho nên nếu mà để một người chồng mà gánh một cái bill không á, thì họ sẽ rất là mệt mỏi. Nên em cảm ơn Chúa là công việc của em nó thuận lợi, nó tốt đẹp, thì cũng có nhiều income hơn, giúp cho gia đình có cuộc sống thoải mái hơn. Thì em thật sự em không có cảm, chồng em không có ganh tị hay gì mà ảnh càng cảm thấy vui nữa. Vì em có thể giúp cho ảnh bớt căng thẳng trong những cái vấn đề về bill bổng đó. Yeah. Nhưng cái quan trọng hai vợ chồng đã vượt qua những cái gọi là conflict, cái đối đầu mà phức tạp trong đời sống hôn nhân, là sự tại vì người ta quan niệm Á Châu, trong gia đình Á Châu người đàn ông là gia trưởng, người đứng đầu, là nhưng mà thế hệ ngày nay nam nữ có thể thay đổi vai trò trong đời sống gia đình, người chồng có thể ở nhà nấu cơm và người vợ có thể đi làm. Thì Hương Thơ được biết là em cũng nhờ cái đó nên bây giờ từ một cái gara, từ một cái phòng nhỏ đến cái gara, em đã mua được một căn nhà. Yeah. Từ một căn nhà townhouse, và bây giờ chúng tôi đang ở một cái nhà ở thành phố Fountain Valley rất là khang trang, ngay trong khu vườn của nhà Tuyết Hạnh. Thì cái hành trình đó nó cũng đến từ một cái mầu nhiệm của đức tin mà Tuyết Hạnh đã tâm sự với chị Hương Thơ. Thì em có thể nói thêm về cái khía cạnh này. Để trả lời về câu hỏi của chị Hương Thơ về mặt đức tin, thật sự em cảm ơn Chúa. Trước đây em cũng là một người bên Phật, đời sống gia đình cũng đi chùa, cũng đốt nhang, cũng thờ Phật Bà rất là nhiều. Nhưng mà để tả cuộc đời của mình tất cả đều là màu hồng không thì không bao giờ đúng. Vì cuộc đời ai cũng có những cái vui, những cái buồn. Nhưng mà em không hiểu tại sao mỗi khi em buồn em cứ ngước mắt nhìn lên trời và kể những cái nỗi niềm của mình với ông trời. Có lẽ vì vậy mà Chúa biết em có cái tấm lòng khao khát tìm kiếm. Nên trong một cái giấc mơ em đã được biết về thập tự giá, về Chúa Giê-xu, về sự cứu rỗi của Ngài. Nên từ lúc đó em đặt lòng tin nơi Chúa. Và thật sự giống như chị nói, một con đường về đức tin rất là quan trọng với em. Từ lúc đó trở đi, bất cứ những điều gì trong cuộc sống của em, những cái gì vui buồn, những cái gì mong ước, em đều cầu nguyện với Chúa. Và em thấy cái sự trả lời của Chúa rất là ngọt ngào. Chị có biết không, người ta nói với em là sao mà Tuyết Hạnh qua đây mới có mười mấy năm mà sao mà thành công nhanh đến như vậy. Thực sự em ngồi nhìn lại em cũng nói cũng ngạc nhiên quá. Dạ, em cũng không biết tại sao mà em lại được mọi sự như vậy. Thì giống như người ta hay nói, mọi sự mình muốn tại nhân mà
hành sự đại thiên đó. Dạ dạ. Thì em nghĩ là tất cả đều là sự phép nhiệm màu mà Chúa ban cho em để em có được những cái trong như ngày hôm nay. Thì Tuyết Hạnh có kể cho Hương Thơ là có được một căn nhà là cũng có những cái sự màu nhiệm nó xảy ra. Dạ. Có người tự nhiên quý nhân ở đâu giúp đỡ cho có tiền đau nhà tiền nhà không ạ? Em có mượn giây phút này cảm ơn người quý nhân đó không? Dạ, giây phút này em cũng cảm ơn chị đã có hỏi em. Cảm ơn cô Lan của Sài Gòn Realty rất là nhiều. Cô những lần dắt Phương với Hạnh đi coi nhà và cô biết khả năng hai vợ chồng rất là yếu, không có eo hẹp lắm, không có khả năng mua. Mà thậm chí tới khi mà được căn nhà rồi cũng không có tiền để đao. Nhưng mà cô sẵn sàng bỏ ra 20.000 đô để mà cho vợ chồng tụi em mượn để đao căn nhà. Mà cô còn nói là con không cần phải trả lại cho cô một lúc, con chỉ cần góp cho cô mỗi năm thôi, khi nào con có tiền thì con hẳn trả cho cô. May mắn rồi. Mà cũng không có cần phải lấy tiền lời nữa chị. Nên trong vòng 5 năm em còn nhớ, mỗi năm mà tụi em đem tiền là trả cho cô vui lắm. Em còn nhớ cái năm đó nhà nó bị dột nữa chị Thơ. Dột mà giống Việt Nam mưa, tháng 12 mưa nhiều. Cái em đem tiền lại trả cổ, em có kể nó, con đem tiền về đi, con sửa mấy nhà đi, cô không lấy đâu. Tốt như vậy đó. Vâng, đời sống chung quanh ta cũng có rất nhiều người gọi là có tấm lòng mà Chúa đem tới. Vâng, dạ. Rất là tốt. Chị biết là em cũng từng tham gia các giải Hoa hậu và từng đoạt giải áo dài Việt Nam ở Hoa Kỳ năm 2009, cũng như ở trung tâm bác sĩ y tế Marco Đào tổ chức áo dài hàng năm á, vào 2011 em cũng được làm Hoa hậu áo dài. Dạ. Thì tại sao em lại chỉ ghé một chân vào rồi rút chân lại, không có tiếp tục vào để bước vào những cuộc thi sắc đẹp tiếp tới? Có lẽ cái phải tại vì chồng ngăn cản hay không? Chồng em là người support đó chứ chị. Ảnh là người chở em đi lên trên Los mua giày, chở em đi thực tập diễn show. Ảnh là người support em hết. Và khi mà em đạt được Á hậu 2009, cũng giống như chương trình những giải áo dài của chương trình Office Michael Đào, thì có những cái trung tâm về lớn hơn, giống như của châu Á nữa, chứ không phải là cộng đồng Việt Nam, họ có mời em để đi thi. Nhưng mà sau đó thực sự là lúc đó em có Michelle cũng được gần tuổi, mà mình cứ lo chạy theo trang điểm, áo quần, rồi không có lo cho con, em cảm thấy mình thiếu đi bổn phận của người mẹ. Nên em nói thôi, mình dừng lại cuộc chơi ở đây. Đối với mình có một chút vậy là nó vui vui, nó kỷ niệm gì cho mình về tuổi già rồi, hay là sau này con lớn mình kể cho con nghe, là em thấy đủ nên em dừng ở đó. Năm nào em sinh thêm đứa con gái thứ hai? Dạ tới năm 2012, 11. 2011, tháng 12, bây giờ hai đứa con gái. Dạ. Và có lẽ nói là em đã là có phương cách bí quyết giữ vững hạnh phúc gia đình. Tại vì là một người phụ nữ mà lấy chồng Việt Kiều, và bây giờ em cũng thành công sự nghiệp giỏi việc nhà mà đảm việc nước, người ta có nói câu đó. Thì em có bí quyết nào muốn chia sẻ với phụ nữ, những vai trò phụ nữ ngày nay theo em quan niệm nó như thế nào? Cái câu hỏi này có lẽ là nó cũng hơi rộng để em trả lời. Có lẽ là em chỉ theo nghĩ theo cái suy nghĩ của em ha. Theo em thôi. Theo em thì đã bước vào cuộc hôn nhân, thường thường mọi người hay mong đợi mình được yêu, mình được người khác chăm sóc cho mình, người khác cưng chiều mình, nhất là những người cứ khen mình đẹp, mình được cái nhan sắc đẹp thì mình phải được chồng mình cưng chiều. Nhưng mà nếu mà mình bước vào cuộc hôn nhân mà mình mong đợi những điều đó, mình đều sẽ thất vọng hết. Chị biết tại sao không? Hôn nhân nó là cái con người thật. Ở trong đó người ta có cái gì người ta show ra hết. Cho nên nếu mà mình chỉ mong là người ta yêu mình, người ta chăm sóc cho mình, thì mình sẽ không có đạt được. Và lúc đó mình sẽ cảm thấy thất vọng. Đối với em á, em yêu và em give. Mình cho đi nhiều hơn là lãnh nhận không? Dạ, giống như là em làm những gì cho gia đình có thể, em làm hết. Em không nại thức khuya dậy sớm, hay là mình phải đi làm kiếm tiền phụ chồng, hay là mình phải làm công việc nhà, hay mình phải chăm con. Mình cảm thấy cái gì trong khả năng mình làm hết đi. Là gia đình lúc nào ưu tiên của em? Chứ mình không có, ồ tại sao tôi phải làm cái này mà anh không làm cái kia, tôi phải làm cái đó. Tự động khi mà người chồng họ nhìn thấy cái việc của mình, họ sẽ tự động, họ sẽ thay đổi. Bây giờ mình, nhất là đàn ông, họ không có thích bị nói mà họ thay đổi đâu. Họ chỉ cần cảm thấy họ thương mình, tự động họ sẽ làm hết. Cho nên trong cái hôn nhân em nghĩ là mình cứ cho càng nhiều. Những gì mình có mình cứ cho đi, tự động mình sẽ được. Dạ. Hồi nãy Hương Thơ nói là Tuyết Hạnh là một người phụ nữ ngày nay là đảm việc nhà mà giỏi việc nước đó, thưa quý vị. Tại vì Hương Thơ có ghé thăm nhà mà chung quanh Hương Thơ là không biết bao nhiêu cây trái trong vườn. Thường thường sau mùa đại dịch, chúng tôi đang nói chuyện sau mùa đại dịch,
có lẽ là đây là thời điểm ngày hôm nay là chúng tôi được mở khẩu trang ra ngoài công cộng với những người đã chích ngừa. Thì đa số sau mùa đại dịch chúng tôi gặp lại những người quen ai cũng mập lên vài ký. Nhưng mà Tuyết Hạnh thì người lúc nào cũng thon đẹp. Và Tuyết Hạnh cũng có thể chia sẻ trong cái thời đại dịch em đã làm sinh hoạt như thế nào. Mà Tuyết Hạnh còn nấu ăn rất là ngon và là một người là tập thể dục rất là siêng năng, giữ gìn sức khỏe là số 1. Em có thể chia sẻ cách anh sống trong cái mùa đại dịch đã thay đổi em như thế nào? Chị Thơ khen em đến em phải lấy tay em che lỗ mũi em đây. Em không có giỏi nhiều lắm mà như vậy, chỉ có điều là em cảm thấy em muốn làm cho gia đình, em muốn cho gia đình ăn những cái thức ăn organic. Em có thể thay vì em ngủ thêm một chút thì em dậy sớm hơn một chút. Mọi người thường nói là tôi không có thời gian, nhưng nếu mình muốn là mình sẽ làm được. Cho nên em ngủ ít lại một chút, em làm nhiều hơn một chút. Vậy là phải chạy bộ trước chứ hả? Dạ, em ngủ dậy là việc đầu tiên của em là phải cầu nguyện Chúa, đọc Kinh Thánh để cho cái mind của mình nó được bình tĩnh đó. Thì nó vừa giúp cho sức khỏe của mình mà nó giúp cho mình cân bằng lại những cái stress. Những cái stress mà ban ngày mình đã đối diện đó chị. Sau đó thì mặc đồ vô, đeo giày, mang giày vô, chạy. Chạy bao lâu? Chạy thường thường em chạy khoảng 20 phút quanh cái khu em ở. Rồi em vô em tập Pilates, cái tiếng Việt Nam gọi là môn thể dục thẩm mỹ đó. Thì giống như hồi nãy chị nói là cái nghề của em đã có từ hồi lúc em chưa lập gia đình rồi. Nên em keep được cái discipline đó, em tập mỗi ngày một tiếng nữa. Thành ra cái thể thao nó vừa giúp cho mình trẻ khỏe đẹp là vậy. Rồi thời gian dịch thì em thấy nhiều chỗ đóng cửa quá. Em cũng sợ là đóng cửa thì mình không có đi chợ được. Nên mình nghĩ thôi mình có khu vườn mình làm thử. Em không ngờ là khi làm thì mê quá chị. Làm thì mê, càng trồng thì càng mê và em trồng. Tổng cộng có bao nhiêu cây tất cả? Chắc không nói hết được á. Giờ chị hỏi cái nào không cherry có. Cherry nè quý vị, đây là cái cherry một lát Hương Thơ phải ăn thử. Rồi Tuyết Hạnh cũng cho Hương Thơ hái rau keo rất là tươi, có màu tím, màu xanh, rau lan. Rồi những trái cây mai mốt là ra trái là Hương Thơ sẽ tới xin vài trái về nấu ăn organic. Rồi em còn làm thức ăn vừa cho các bạn bè, nhiều khi bạn bè order cũng kiếm thêm lợi nhuận phải không ạ? Thì bây giờ cái câu hỏi cuối của chị là cái vai trò đức tin trong đời sống nó tác động, nó quan trọng đối với em như thế nào? Nếu mà em làm sao em giữ vững cái niềm tin đó và ảnh hưởng đến những gia đình xung quanh, như làm sao cho chồng mình cũng đi nhà thờ rồi các con mình cũng như vậy? Đời sống đức tin nó đòi hỏi một cái quá trình phải được rèn luyện dữ lắm chị. Nó phải trải qua những cái gọi là khó khăn và mình bền chặt trong vấn đề mình cầu nguyện với Chúa để mà mình cảm thấy mình được cái sức. Giống như Chúa hay nói rằng tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thực sự lúc nào em cũng, khi mà em có những sự chán nản, buồn bã thì em cầu nguyện với Chúa. Em đọc lời trong Kinh Thánh để cho em cái sự nâng đỡ, cho em cái sự động viên. Và thật sự ngay cả người chồng hay bạn bè, họ cũng là những con người bình thường xác thịt, họ cũng có những cái stress nhiều lắm rồi, mình không có thể nào mình đòi hỏi họ phải quan tâm và yêu thương mình. Nên giữ vững đức tin nó đòi hỏi mình chỉ cần mình gần với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, mình giữ cái lòng của mình có một cái sự bình tĩnh thì nó đương sẽ giúp cho nào? Mình già. Nó giúp cho mình vượt qua được nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Cái ước muốn trong tương lai em như thế nào? Em là ước những muốn gì? Nếu mà ai đó nghe cái chương trình này, ước muốn rằng các anh, các chị hãy đừng có nản lòng, đừng có buồn vì những cái hôn nhân hay là những cái cuộc đời của mình đang khó khăn. Các anh chị cứ cố gắng vươn lên, cứ yêu hết mình và cho hết mình những gì trong khả năng mình có được. Thì Tiffany tin rằng mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tiffany mong rằng mọi người sẽ vượt qua được cái mùa đại dịch này và có nhiều sức khỏe tốt hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Và mong rằng quý vị cũng sẽ tìm tới Chúa để biết được rằng Chúa là đấng rất là yêu thương mình. Cảm ơn Tuyết Hạnh rất nhiều thưa quý vị. Và đó là câu chuyện của Tuyết Hạnh. Như quý vị biết, lấy chồng Việt Kiều thì cũng có những người, nhiều người rất là vui, hạnh phúc, nhưng cũng có lắm kẻ bẽ bàng vì cái thực tế nó không như mong đợi. Vì cái sự cao vọng của họ quá, kỳ vọng họ quá cao. Nói tóm lại, nhưng mà qua câu chuyện của Tuyết Hạnh thì chúng ta bắt gặp đâu đó hình ảnh của người phụ nữ ngày nay rất là độc lập trong sự nghiệp, nhưng mà không quên củng cố đức tin, vun đắp hạnh phúc gia đình nhỏ bé của mình. Và qua đó Hương Thơ thấy rằng dù mình ở nơi nào, ở trên thế giới, giàu hay nghèo,
thì nếu nơi đó chan hòa tình yêu gia đình, chan hòa tình yêu tha nhân và có đầy đủ đức tin nơi Thượng Đế thì nơi đó sẽ là thiên đàng trong trái tim của mỗi người chúng ta. Chương trình Góc Cạnh Cuộc Sống đến đây xin được kết thúc. Vâng, thơ cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.